Một người làm việc bằng ba để cho người khác là cả đi chơi. Trời hôm nay không gió, có chú chó ngồi buồn, trong lòng thì mưa tuôn, hỏi tại sao buồn thế? Anh buồn vì giá điện hay vì nghiện lâu năm? Em đấy muốn hỏi thăm. Này trông anh lạ lắm. Ô này, sao mặt kiểu gì cứ như kiểu tử tù sắp bị dân ra pháp trường xử bắn thế? À, ôi dồi ôi, trông anh thế này á, em vui lắm. Tóm lại là anh bị làm sao thế? Nhung ơi, Nhung. Sao đây? Sao đây anh? Ôi này, tao chả hiểu kiểu gì luôn, tao chả làm gì, tự nhiên là như thế. Anh Quang ơi. Anh Quang ơi, có gì thì nói, đàn ông sao lại khóc thế? Này, có khi nào anh Quang anh phát hiện ra mình bị mắc bệnh nani không nhỉ? Chắc không phải đâu, nghiện anh Quang còn không sợ, sợ gì bệnh nani? Cũng đúng, tỷ lệ chết do sốc thuốc còn cao hơn tỷ lệ do bị mắc bệnh nani cơ mà, nhỉ? Anh Quang ơi, có gì thì từ từ nói, anh cứ khóc ông ổng lên thế nhá, người ta đi qua người ta cười cho đấy. Anh Quang ơi, anh hết ca chưa? Về nhà đi. Anh chị ơi, anh Quang nhà em bị sao đấy ạ? Anh chẳng biết được, anh đã kịp làm gì đâu mà đã ngồi đây khóc tu tu rồi. Anh Quang, anh khóc cái gì? Làm sao phải khóc? Anh phải khóc để cho nước mắt hòa tan với niềm đau đi. Con tim em thay lòng để em đau thấy bao mặn nồng. Bước chân anh đi về chẳng còn ai mong. Ôi, thì rốt cuộc là anh làm sao? Thì anh... Khi tôi sinh ra mang được ngay kiếp con hộ nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nhiều. Đưa xem nào. Nhắn tin với ba này cười mãi thế. Ồ, mày lại nhắn tin với cái thằng ba que rồi. Bảo mày thế nào, nước đổ đầu vịt à? Anh á, anh chẳng hiểu cái gì cả. Tao việc gì mà phải hiểu. Mày thích nó một tí là cái đầu mày lú luôn đấy. Bảo không nghe, anh mày vạch cho đường quang không đi lại cứ thích đâm quàng vào bụi rậm. Anh á, anh chưa từng yêu bao giờ, làm sao mà anh hiểu được? Khốn đấy, ai bảo với mày là tao chưa từng yêu? Tao yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Anh giỏi chống chế thôi. FA mãn tính như anh á thì bớt can dự vào chuyện yêu đương của em đi. Em lớn rồi chứ có phải bé nữa đâu. Ngọc Anh ơi. Dạ, em đây. Mày lại đi hú hí đấy. Chứ tức quá mà. Mày, mày khinh anh này quá rồi. Anh mày chẳng qua là không muốn có người yêu thôi nhé. Chứ gái ngoài kia nó thèm anh mày rõ rãi ra, còn chưa thèm. Đẹp trai thế này lo cái gì. Bực cả mình. Ơ, cái gì này? Mình có gái gửi lời mời kết bạn này. Người ta bảo là cứ ngồi im, tình yêu sẽ tới. Tình yêu tới thật rồi. Mày khinh anh mày nữa đi Út ơi. Ôi dồi ôi, gái xinh như thế này đích thị là người yêu mình rồi. Đúng rồi ơi, nhắn tin luôn. Chào em. Rất hân hạnh được làm quen với em. Em quét Zalo thấy anh gần đây, mình làm quen nhé. Lại còn có cả quét Zalo nữa cơ à? Xưa nay chỉ thấy quét nhà, giờ đây quét mạng ấy là ra anh. Rất hân hạnh
được thêm tên em vào cuộc đời của anh. Này ăn mì ngon thế nhỉ. Ngoài đồng phải có chim di. Đố em biết được rằng anh ăn gì. Người hứng phải có kẻ tung. Người yêu em chén trứng đôi cùng mì. Người yêu mình đỉnh thật. Sao lại biết mình ăn tôm với mì tôm với hai trứng nhỉ? Sao em biết anh đang ăn món đó? Em theo dõi anh à? Vì em ở trong tim anh mà. Ôi trời ơi, người yêu mình nói ngọt cứ như là mật mía thế này, khé bố ai mà chịu được. Ôi trời ơi, sướng quá. Hóa ra là anh Quang à? Em đi từ dưới lên nghe tiếng cười cứ tưởng con gì, hóa ra là anh. Anh ăn phải đấm cười à? Bậy nào, anh đang nhắn tin với người yêu đấy. Người yêu á? Anh thích quá. Ê xem nào, xem nào. Anh ơi, nếu em là con thuyền thì anh sẽ là gì? Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội. Anh ơi, nếu em là dãy núi thì anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa. Ôi dồi, vậy nếu em là cái cầu thì anh sẽ là dòng nước trong lành chảy qua. Thế còn nếu em đi tu thì sao? Không sao hết, anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em. Vậy em là người chăn bò thì anh là gì? Anh sẽ là con bò cho em dẫn chứ còn gì nữa. Ôi, anh Quang ơi, em lại anh đấy. Mày không thấy anh chân thành như thế à? Anh nguyện làm con bò để cho người yêu anh dắt đấy mà. Yêu ai chả thế. Nhưng mà anh Quang ơi, nhỡ con bò đấy là bò thiến thì sao? Cái con này mày trêu tao đấy à? Thôi em trêu làm gì căng ấy. Nhưng mà em khuyên thật này, người như anh ấy mà bỗng dưng có người yêu là anh phải để ý. Một là con bé đấy mưa không biết chạy vào nhà. Hai là anh bị lừa đảo đấy. Mẹ nói kiểu gì đấy? Người như tao là người như thế nào? Tình duyên nó đến thì nó cứ đến thôi chứ. Vớ vẩn. Đã biết cái gì. Em khuyên thật anh. Tránh ra tao ra. Anh Quang ơi, đi chợ đi. Tao không đi đâu, mày đi đi. Anh làm cái gì mà cứ dán mắt vào cái điện thoại thế, hả? Hay lại xem phim đen đúng không? Ôi giời ơi, bê tha hết sức. Mày đừng có một bụng ta suy ra bụng người. Tao đang chiêm nghiệm về tình yêu. Mà cũng phải thôi, mày đã yêu bao giờ đâu mà mày hiểu được. Rồi anh nói buồn cười. Em đang yêu Ngọc Anh say đắm, thế mà anh lại bảo là không biết tình yêu như nào. Yêu cái gì? Yêu bao giờ? Em gái tao nó đã đồng ý yêu mày đâu mà mày oai. Tóm lại, mày vẫn chưa được yêu. Ôi giời, thế anh quên cái quá khứ tình trường đầy rẫy những hot girl của em đấy à? Ha? Tuy rằng là lần nào em cũng bị đá, thế nhưng mà em vẫn là bậc thầy trong việc tán gái nhá. Tán bách phát bách chúng ấy. Thế à? Được. Thế mày cho tao hỏi nhé. Hỏi đi. Đối với bác sĩ thì tình yêu là gì? Đối với bác sĩ, tình yêu là người bệnh và chiếc giường. Chỉ cần nằm là khỏi. Tốt. Thế còn luật sư? Thì luật sư nghĩ tình yêu là hợp đồng khi hai bên đều thỏa mãn. Ôi giời ơi, anh toàn hỏi em mấy cái câu đơn giản. Dễ à? Được. Câu khó đây này. Thế tao nghĩ tình yêu thế nào? Ô hay, anh nghĩ thế nào bố em chả biết được. Khó là tao mới đố chứ. Ôi trời, em chịu. Mày nghe đây này. Đố ai định nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều
Em nhắn anh rằng làm quen nhé. Anh vội gật đầu. Thế là yêu. Nín nhá. Người thì tính lười như con đười ươi, dáng thì cao như con cào cào, mặt thì ngáo y như con cá ngáo mà cũng bày đặt là người yêu. Thôi, tốt nhất là anh không đi chợ thì em đi đây, đỡ mất thời gian. Mà tóm lại nhá, em mua cái gì ấy là anh phải ăn đấy nhá. Cái thằng, sao nó lại nói mình như thế nhỉ? Em, ôi, có thằng nó dám bảo anh người như con cào cào, mặt như cá ngão, không ai yêu. Hít. Ố, cái gì á? Anh ơi đừng tin nhé, chắc là người ta ghen tị với đôi ta thôi, chứ anh bảnh tỏi như thế này cơ mà. Nhất là khi anh mặc chiếc quần ngố và chiếc áo màu đỏ. Ố, sao em yêu lại biết mình mặc áo màu đỏ nhỉ? Ở đây có camera à? Sao em lại biết anh đang mặc gì hay vậy? Đây rồi. Thì em với anh là người yêu nên tâm ý tương thông là điều dễ hiểu mà. Em người yêu mình nói cũng đúng. Tâm ý tương thông. Không biết đến bao giờ mình mới được nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu nhỉ. Ố, anh có muốn đi đến Đà Lạt mộng sờ mơ với em không? Em yêu rủ mình đi Đà Lạt á? Ôi, đúng là cầu được ước thấy mà. Có chứ. Em yêu. Gặp người yêu thì ai chẳng muốn. Hôm nay em đi mua xe máy mới, bốc thăm trúng thưởng được 2 vé đi Đà Lạt. Nhưng điều kiện cần xác nhận của 2 người đi. Em đã xác nhận xong rồi, anh xác nhận theo đường link em gửi nhé. Bạn đã xác nhận vé đi Đà Lạt ngày 30 tháng 10. Để lấy được mã code, bạn hãy thực hiện đủ thủ tục cọc bằng cách chuyển 5 triệu vào số tài khoản. Sau khi chuyển xong, bạn sẽ nhận được mã code và được hoàn trả cọc trong vòng 30 phút. Thế là nào? Em ơi, họ bắt cọc tiền hả? Đúng rồi anh, nhưng họ gửi lại cọc ngay sau 30 phút. Em vừa làm, người ta gửi cọc cho em rồi đấy. Anh cọc nhanh đi để chúng mình còn bàn kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên. Cả nhà cả cửa bây giờ còn có 5 triệu. Lẻ đúng 58 nghìn. Làm nào nhỉ? Thôi được rồi. Vì tình yêu nồng cháy, hãy rực cháy lên nào. Mạnh mẽ lên Quang ơi! Mạnh mẽ! Rồi.
thấy sai sai thế nào nhỉ? Em ơi, sao lâu thế? Không thấy chuyển cọc hay mã cốt gì vậy? Thế cấn cấn thế nào ấy? Sao không nghe máy? Không đúng, mình phải tin người yêu mình chứ. Mình sắp được gặp người yêu rồi, phải tin. Phải tin chứ. Đấy. Thế rồi sao nữa anh Quang? Chị ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Cả tình và tiền đều một đi không trở lại. Mà anh cũng lạ thật đấy. Yêu đương cái kiểu gì, không biết số điện thoại người ta, không biết mặt người ta, không biết địa chỉ người ta luôn. Thế mà cũng gọi là yêu. Mà đã thế lại còn dám chuyển khoản cho người ta nữa. Trước giờ em cũng biết là anh kém thông minh, nhưng mà em không nghĩ nào đến cái mức này đâu anh ạ. Thì anh cũng định gọi điện, nhưng mà cô ấy bảo đau họng không nghe được. Bảo gặp nhau thì cô ấy bảo ngại, chuẩn bị tốt cho lần gặp đầu tiên. Thế nói như thế thì anh chả tin thì không ạ. Chúng mày biết đấy, anh trước giờ làm gì có đứa con gái nào để ý. Tự nhiên có một em ngon nghẻ như thế để ý đến, không ngu mới khó đấy. Quả này thì chỉ có giờ mới cứu được anh thôi. Anh nên nhớ là cái tiền đấy bố mẹ gửi cho hai anh em tiêu chung đấy. Giờ đói há mồm rồi, tự nhiên em lại bị tai bay vạ gió, lớn đầu rồi còn dại. Chẳng nhẽ em về mách bố mẹ cho bố mẹ mắng anh cho anh chừa đi. Mày đừng có cào cấu vào con tim đang rỉ máu của tao nữa. Ai bảo anh mụ mị đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình làm cái gì? Gái mới nói có vài ba câu đã tin sái cổ. Đã thế mồm lúc nào cũng lải nhải là bảo em phải cẩn thận, trong khi bản thân mình thì chẳng cẩn thận tí nào. Mọi người ơi, em thấy có cái này lạ lắm này. Lạ cái gì? Đây, anh xem kỹ lại đi. Rõ ràng là anh với người yêu anh chưa gặp mặt nhau bao giờ, thậm chí là không gọi điện video đúng không? Thế tại sao người ta lại biết là anh đang ăn mì tôm trứng, anh đang mặc quần áo màu gì? Như thế này ạ, chắc chắn là người quen, hoặc là anh đang bị theo dõi rồi. Ừ, cho em xem mà. Ê, anh Quang ơi, anh đặt tên là chàng trai cô đơn á. Xến ấy. Nhưng mà hình như em thấy cái tên này ở đâu á. Con quen. Ở đâu? À, em nhớ rồi. Có một lần em xuống bếp ăn thì em thấy tin nhắn từ điện thoại của anh Vinh gửi đến, đặt cái biệt danh giống y như này này. Lúc đấy em còn nghĩ là khiếp, ai không thế đặt cái biệt danh xến xúa ơi là xến á. Chẳng có nhẽ. Vậy thì chắc chắn là trò của mấy ông tầng trên rồi. Từ từ, để em nghĩ xem nào. Em đã có cách thử xem là suy đoán của bọn mình có đúng hay không. Là em ạ. Nhạc nhạc. Trời mấy hôm nay nắng nóng, tao gầy hết cả người rồi đấy này. Nước, nước, nước. Bây giờ tôi chỉ cần nước thôi. Cần nước như nắng hạn gặp mưa rào, như đun dừa cần nước mắm. Đuông dừa với chả nước mắm. Có mà sắp lên thớt như đuông dừa thì có. Để tao xem tủ có cái gì không. Mọi người ơi, em mua tạp phớ sang cho mọi người này. Ăn không? Có chút xanh không? À anh Vinh à, đây, đây, đây của anh đây. Anh Vinh nhá. Mọi người chia nhau ăn nhá. Ngoài đấy nhỉ. Ăn vào thì mát từ đầu tới đuôi, ăn xong một lúc cứ bị đau bụng ấy. Em còn thấy sao đâu, ngon mà. Chết rồi, không ổn rồi. Có người rồi. Chết rồi, thằng kia đợi tao, để tao đi trước. Ý, thuốc sổ chạy đổ mồ hôi, quả là không sai. Chúng nó lên rồi, check đi, xem có phải quý cô của tao không. Cứ ngồi ở đấy mà khen nhau. À, đây,
Bây giờ nhá, anh lấy cái nick ở chàng trai cô đơn của anh, nhắn tin sang cái nick quý cô y tá để em xem. Để anh nhắn nhá. Cầu mong không phải, cầu mong là không phải. Ôi trời ơi. Em nói không sai mà, đúng như em nghi ngờ, người nhắn tin với anh là gái fake, là Vinh y tá đấy. Gớm nữa, đã bị lừa tình lừa tiền rồi lại còn nhắn em yêu. Thì tao vẫn có một hy vọng mong manh, nó không phải là thằng Vinh mà. Thôi được rồi, chẳng phải là chúng ta có bằng chứng rồi hay sao? Lừa đảo, phải đi bắt lừa đảo lại ngay thôi. Ê, cái gì đấy? Ê, có gì phải nói chứ? Còn chuyện gì để nói nữa à? Anh em, move! Này nhá, bánh nào mà chẳng có nhân, người nào mà chẳng có cái thân ngọc ngà. Bọn tao nhờn với chúng mày à? Thả ra không đánh chết cha chúng mày bây giờ đấy. Ai dạ, cứng nhở. Này này, anh ơi, hai anh lợi dụng sự dại gái tê tái của anh Quang, giả làm quý cô y tá, lừa anh Quang 5 triệu. Bây giờ tang chứng vật chứng rõ ràng rồi, có muốn cãi không? Ai biết gì đâu, là điện thoại tự nhắn đấy chứ. Chúng mày có trả tiền cho tao không? Dám cướp đi tình yêu màu hồng của tao, lại còn cướp cả tiền. Để bây giờ tài khoản của tao chỉ còn có 58.000 thôi đây này. Nếu các anh không trả tiền cho anh Quang, bọn em sẽ đưa các anh lên công an nhá. Trên 2 triệu là có thể khởi tố hình sự rồi. Nào bây giờ em hỏi các anh muốn ở nhà hay là muốn đi tù? Chả sợ. Thôi, anh xin mấy đứa, mong mấy đứa khoan hồng. Cũng chỉ là đến bước đường cùng thì bọn anh mới phải như thế thôi. Chúng mày lại còn ngụy biện à? Thì thật sự là như thế. Hai thằng thời gian gần đây nợ tiền thằng Tú Đóm, chủ quán bia đầu ngõ ấy, nhiều quá. Số tiền nợ càng ngày càng lên mà không có cách nào trả cả. Tự nhiên đang quét Zalo thấy nick ông Quang sáng lên, hai thằng thử đánh liều xem. Ai ngờ ông ấy tin, mà không tại ông ấy, dại gái nó vừa thôi. Rõ ràng tôi đặt nick Zalo, tôi bảo là lừa đảo rồi mà vẫn tin. Như thế người ta bảo ngu thì chết chứ bệnh là gì. Mày nói cái gì rõ ràng? Rõ ràng chỗ nào? Mày đặt tên nick là quý cô y tá, mày bảo rõ ràng ở đâu? Thì quý cô y tá. Thế y tá thì thường làm gì? Y tá thường hay tiêm chích à? Y tá thì thường tiêm chích. Mà chích tiếng Anh là gì? Là lừa đảo. Thế là quá rõ rồi mọi người nhở. Thôi, không nói nhiều với chúng nó nữa, cho chúng nó lên công an. Thôi, chúng tôi sẽ trả nợ. Chúng tôi xin trả theo tháng thì và không dám tái phạm nữa. Thôi, không có nghe được mồm mấy cái thằng lừa đảo này đâu. Mồm chúng nó bôi dầu, nói dối trơ lắm. Đưa lên công an, tuốt. Ê, Quang ơi, dù sao cũng là anh em trong cùng một xóm trọ, xin hãy tha cho chúng tôi lần này đi. Lần này chúng tôi chưa đến già rồi, bây giờ ra công an thì kiểu gì cũng bị đi bóc lịch. Ở nhà còn mẹ già con cọc, xin mọi người tha cho chúng tôi. Thôi anh Quang ạ, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Tốt nhất bây giờ bê ra ngoài kia, cho đi bẻ răng. Em sẽ mua lại 1 triệu một cái, bẻ bao nhiêu em mua lại bấy nhiêu. Bọn anh xin rồi mà. Thế bây giờ hai anh định như nào? Thì anh vừa bảo cho bọn anh xin rồi mà. Ôi thế cứ phạm lỗi xong xin thì ai chả thích phạm lỗi. Mày xem có cách nào xử lý trông em đẹp không? Chứ bọn anh cũng muốn quay đầu sửa sai mà. Thế anh Quang, anh muốn xử lý hai ông này như nào? Nỗi đau về vật chất chỉ có thể lành theo thời gian. Thế còn tổn thương ở con tim này biết bao giờ mới xóa được. Thôi được rồi, giờ em cho như này đi. Anh Vinh với anh Hoàn sẽ sang quán em để làm. Thế nhưng mà công của hai anh á sẽ được cộng vào công của anh Quang. Thế là hai anh đi làm 1 tháng sẽ trả được hết tiền cho anh Quang. Còn anh Quang 1 tháng đi làm sẽ được 3 lương. Ok chưa?
tự nhiên cái vết thương tâm hồn của tao nó lành hẳn rồi, không đau tí nào nữa. Cảm ơn Nhung nhé. Hai anh này có đồng ý không? Một đồng ý hai lên phường. Bọn anh đồng ý. Êm quá. Ước gì tháng nào cũng bị lừa tình một lần. Cảm ơn hai thằng mày nhé. Tại mày ấy, sao chừa nhá. Này, chính mày là thằng đầu đều ấy. Mặt mày ấy. Tại mày ấy. Mày ấy. Tao đang lướt TikTok mày tự nhiên mày bảo tao vào Zalo làm gì để bắt mày bây giờ mày. Mày.